là 1 kg vàng á là tầm khoảng 26 lượng 6 chỉ. Thì nếu mà nhân với 7 triệu một lượng bây giờ á thì nó tầm khoảng đó là 100 ngoài triệu đúng không? Và đó là cũng là một kim loại thôi. Nhưng mà có một cái thằng nó cũng không có thua gì vàng xíu, đó là titan. Vốn dĩ mà tại sao mà titan nó lại có một cái giá trị giá cao, một cái thanh như thế thôi, hàng chục triệu không hay đơn giản đâu. Nhưng mà nó sẽ giải quyết được một cái vấn đề, đó là chống ăn mòn được clo, độ cứng tốt. À, đó là lý do tại sao mà người ta đem ra xe bọc thép người ta làm bằng titan, nó là chỗ đó. Và trong cái công nghiệp mà điện phân á, và cái việc mà chúng ta tạo ra clo bằng một cái máy điện phân á, thì cái thanh titan này á nó sẽ giải quyết một cái vấn đề, tại sao không làm bằng đồng, không làm bằng kẽm sắt nhôm này đó. Thì trong cái clo thì đó là một cái gốc khử cực kỳ mạnh, chỉ cần mà nếu mà không phải là titan thiệt á thì trong vòng khoảng vài ngày, kể cả một tháng thôi, nó không còn một cái gì cả, nó bứt luôn. Đó là cái điện phân mà dung dịch nó tạo ra. Thì cái thanh titan này á, quý vị thấy á, là nó sẽ chống được ăn mòn clo, và cái thanh điện cực này nó sẽ tạo ra một cái điện phân rất là tốt. Và khi mà cho cái máy mà để điện phân á, hoạt động tốt. Đó là tại sao mà cái thanh titan nó lại cao giá, và cũng giống như là nó là một cái công nghệ mà trong hóa học hoặc là vật lý, thì đây là một cái công nghệ để mà chống ăn mòn, để mà chúng ta tạo được clo. Cái thanh titan là như thế. Và bên Duy thì cung cấp đó là cái thanh titan, cũng giống như cái chiếc máy điện phân clo, để tất cả các bạn làm sao chúng ta chống ăn mòn. Và cái thanh này thì có bảo hành, đó là về thời gian, đó là trong những cái dòng máy mà bên Duy đang phân phối các bạn, nó bảo hành 2 năm đến tất cả các bạn, đó là chống ăn mòn. Ok, quý vị có cần thì cứ điện cho Duy để Duy tư vấn cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.